Xin kính chào các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một cái mẫu mặt dây. Mặt đá được làm từ thạch anh tóc vàng, hàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Đây là một trong những cái dòng thạch anh tóc vàng, nó có độ pha lê, độ trong rất là tốt. Thạch anh trắng và trong có cái sợi tóc vàng, nó là cái sợi rotin tóc vàng. Cái sợi tóc vàng nó ở chính giữa luôn, cái sợi to dài nhất nó ở nằm ở chính giữa luôn. Khi tôi soi ánh đèn vào thì nó sẽ có ánh kim như thế này. Cái mặt này thì nó có chiều cao của đá là 2,4 cm. Và bề ngang ở điểm này nó là 1,5 cm và nó có độ dày là 0,7 cm. Và hiện cái mẫu mặt dây tóc vàng này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 180.000 đồng. Khách hàng chuyển khoản trước sẽ ưu tiên bao ship toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện để chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên bưu điện thu hộ. Khi đó quý vị phải chịu giúp cái phí ship cho tôi. Cam kết là một cái mẫu mặt dây thạch anh tóc vàng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai so với cam kết thì xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng cũng như là toàn bộ các cái chi phí nếu khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định. Quý vị không tin có thể đi kiểm định ở tất cả các cái trung tâm kiểm định ở trên toàn thế giới. Cam kết là hàng chuẩn thạch anh thiên nhiên. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà kênh của tôi hàng ngày sẽ giới thiệu đến cho các quý vị. Hàng ngày kênh của tôi luôn có các cái video giới thiệu về các cái sản phẩm đá phong thủy đến cho mọi người. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.